Hà Nội đặt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15 tháng 9. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo gấp rút tăng cường các điểm tiêm, lực lượng y tế để hoàn thành mục tiêu trên. Hà Nội sẽ xét nghiệm trên diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên. Ghi nhận trường hợp một người đàn ông 53 tuổi từng mắc COVID-19 vào tháng 11 năm 2020 khi còn ở Nga, nay lại tái phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Liên quan đến việc cán bộ phường tổ chức tiêm vaccine thu tiền trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 6 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Mạnh Thảo, sinh năm 1984, ngụ quận 6, cán bộ công tác tại Ủy ban Nhân dân phường 2, quận 6 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ. Quảng Nam ghi nhận thêm 9 người mắc COVID-19 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam. Đáng chú ý là tất cả các trường hợp trên đều chưa xác định được nguồn lây. Thông tin tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết trong tháng 9 dự kiến sẽ có hơn 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam. Một số tỉnh thành cho biết có tình trạng thiếu một tỷ lệ vaccine Moderna tiêm mũi 2. Có ý kiến cho rằng có thể tiêm mũi 2 bằng loại vaccine khác, thực hư thế nào? Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội chuẩn bị xử lý nghiêm nhiều trang, nhóm sử dụng tên logo Hà Nội đăng tải thông tin không chính thống về Covid của chính quyền thành phố, gây hoang mang dư luận. Nóng, bão Côn Sơn giật cấp 11 dự báo sẽ vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60-90 km/h, giật cấp 11 và tiếp tục mạnh thêm tới cấp 10, 11. 90-120 km/h, giật cấp 13. Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm trường hợp ra đường không có giấy đi đường mới, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 8 tháng 9. Hà Nội đã lấy được 759.945 trên tổng số 1 triệu mẫu xét nghiệm, trong đó đã phát hiện 3 ca dương tính SARS-CoV-2. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến 15 tháng 9, người dân ở vùng xanh sẽ được đi chợ một lần một tuần, còn ở vùng đỏ, việc đi chợ sẽ thông qua shipper. Sau một ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng, thành phố Đà Nẵng phải phong tỏa chung cư gần 260 nhân khẩu vì phát hiện ít nhất 4 người dương tính nCoV. Giữa lúc Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội, nhóm 10 người tụ tập hát karaoke, sử dụng ma túy để ăn mừng địa phương trở thành vùng xanh đã bị lập biên bản, đề xuất xử phạt hơn 146 triệu đồng. Cay cú khi bị xử phạt vì ra đường không cần thiết. Một cô gái 21 tuổi ở Thanh Hóa đã đăng tin lên Facebook xúc phạm công an. Chủ tịch thành phố Hải Phòng gửi công văn cảm ơn thành phố Hồ Chí Minh đã cho thành phố mượn 500.000 liều vaccine Sinopharm, đồng thời đề nghị được mượn thêm vaccine từ thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì tiêm đủ 2 mũi cho khoảng 250.000 người, thành phố Hải Phòng sẽ dùng số vaccine Sinopharm có được trong đợt này để tiêm mũi 1 cho 500.000 người. Nguồn lây tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, cả gia đình 6 người ở Thanh Hóa đã bị nhiễm COVID-19, trong đó có một trẻ em mới 4 tháng tuổi. Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã xác minh sự việc. Một cô gái trẻ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vừa hoàn thành mũi tiêm vaccine thứ 2 với dòng bình luận được tiêm do xin ông anh. Kết quả thế nào hồi sau sẽ rõ.